đưa thư trước và tặng quà sau. Không, tặng quà trước, đưa thư sau. Như vậy không có lãng mạn. Không được, không được. Vậy sao đây? Nhưng mà nếu tặng quà tặng cái gì? Tụi mình không còn mày nữa. Đi một vòng con gấu. Sao giờ này cô ta chưa tới không?